Giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm, phiên 9 tháng 11, sau khi tỷ phú và là giám đốc điều hành Elon Musk tiết lộ đã bán 3,95 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu trong nhà sản xuất xe điện này. Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 7,2% xuống còn 177,59 đô la Mỹ một cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2020, theo hồ sơ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ công bố vào cuối ngày 8 tháng 11 tỷ phú Musk đã bán 19,5 triệu cổ phiếu Tesla từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11. Các nhà phân tích cho biết, đợt bán cổ phiếu mới nhất của Musk gây lo lắng của các nhà đầu tư. Trong đó có việc liệu ông Musk có bị phân tâm trong việc điều hành Tesla hay chuyển hướng nguồn lực sang công ty truyền thông xã hội hay không. Bên cạnh đó, các nhà phân tích dự kiến tỷ phú Musk sẽ bán thêm cổ phiếu Tesla để xoay vốn cho thương vụ Twitter trị giá 44 tỷ đô la Mỹ, nhưng không rõ liệu vụ mua bán này có liên quan đến việc mua lại Twitter hay không.